nay ngày 8 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quang Đông đã xác nhận với báo chí là hai nghệ sĩ Hồ Anh và Hồng Đăng đã về nước an toàn sau khoảng 1,5 tháng xảy ra lùm xùm tại Tây Ban Nha. Trước thông tin này, tài khoản Facebook cá nhân của người nhà hai nghệ sĩ vẫn im lìm. Vợ Hồng Đăng thậm chí còn điểm tĩnh đăng bài bán hàng, hoàn toàn không có bất cứ động thái nào khác biệt. Trước đó, phía tòa án Bama nơi điều tra vụ hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục cô gái 17 tuổi người Anh trong một khách sạn ở đảo Maloka hồi cuối tháng 6 đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồ Anh và Hồng Đăng vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Thông tin Hồ Anh và Hồng Đăng về nước đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, các bài viết liên quan đến sự việc của Hồng Đăng và Hồ Anh nhận được lượng tương tác rất khủng. Khi vụ lùm xùm xảy ra, trang Facebook cá nhân của ca sĩ Lưu Hương Giang và bà xã của diễn viên Hồng Đăng đã bật chế độ hạn chế bình luận để nhằm tránh sự làm phiền từ cộng đồng mạng. Bài viết cuối cùng trên trang cá nhân của ca sĩ Lưu Hương Giang cập nhật từ cuối tháng 6. Cho tới nay, dù nào của Hồ Anh Buổi Vây, nhưng nữ ca sĩ vẫn không đóng trang cá nhân và cũng không cập nhật thêm bất cứ thông tin gì. Khác với động thái im lìm của bà xã Hồ Anh, trang cá nhân của vợ Hồng Đăng vẫn thường xuyên cập nhật công việc kinh doanh online. Ngày 7 tháng 8, khi thông tin Hồng đang về nước rầm rộ trên mạng xã hội, anh Đào vẫn cập nhật tình hình kinh doanh mà không có bất cứ chia sẻ nào đề cập đến thông tin trên. Vào khoảng thời gian cuối tháng 7, trong một bài viết, vợ Hồng Đăng đã tiết lộ tình trạng sức khỏe đi xuống, chỉ còn 44kg. Trong bình luận qua lại với bạn bè trên Facebook, bà xã Hồng Đăng tiết lộ sức khỏe không được tốt do xuống cân quá nhanh nên bộ phận nào trên cơ thể cũng cảm giác có vấn đề nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của bà xã Hồng Đăng. Đồng thời, động viên chị cố gắng trước những ồn ào của ông xã. Sau khi biết tin hai nghệ sĩ đã về nước, rất nhiều phóng viên cũng đã liên hệ với phía gia đình hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, họ đều không muốn chia sẻ điều gì vào thời điểm này. Vụ việc hai nghệ sĩ Việt bị tố cáo tội xâm hại tình dục cô gái 17 tuổi, quốc tịch Anh khi du lịch tại Tây Ban Nha đã gây nên rất nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau trên mạng xã hội, đặc biệt là những dòng trạng thái bênh vực thái quá cho hành vi sai trái của đồng nghiệp từ một số nữ nghệ sĩ ở showbiz Việt. Nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cũng bởi showbiz Việt trước nay không thiếu những phát ngôn phản cảm, gây sốc của các nghệ sĩ và những người hoạt động nghệ thuật, và câu chuyện lần này cũng không là ngoại lệ. Trong thời điểm chưa có kết luận cụ thể từ cơ quan chức năng, khi nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp thân cận với hai nghệ sĩ này gần như giữ im lặng tuyệt đối trên mạng xã hội, thì vẫn có một số nghệ sĩ như Kiều Thanh, Kim Anh, Pha Lê lội ngược dòng dư luận, cố gắng lên tiếng bênh vực cho Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bằng những lý lẽ và phát ngôn thiếu tỉnh táo. Những phát ngôn của các nữ nghệ sĩ khi bênh vực đồng nghiệp, thiết nghĩ đều thể hiện sự vội vàng, hấp tấp và thiếu hiểu biết về pháp luật. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, ở thời đại 4.0, khi mạng xã hội phát triển như hiện nay thì chỉ cần không cân nhắc phát biểu những điều chưa tìm hiểu kỹ, hoàn toàn có thể nhận lại vô số các phản ứng tiêu cực từ đám đông. Hơn thế nữa, các nghệ sĩ như Kiều Thanh, Kim Oanh và Pha Lê đều là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi cao trên mạng xã hội. Vì vậy, nếu không biết tiết chế cảm xúc, tỉnh táo tìm hiểu mọi việc trước khi phát biểu thì sẽ gây nên phản ứng ngược từ công chúng. Trước đó, nữ diễn viên Kim Oanh đã đăng tải một dòng trạng thái trên mạng xã hội Facebook. Trong bài viết Nữ diễn viên mạnh mẽ khẳng định rằng, dù cho đồng nghiệp của cô có đúng hay sai, cô đều sẵn sàng đứng ra bênh vực, và cho dù hành động của mình là bênh ngu. Vì cô cho rằng, trong cuộc đời rồi ai cũng mắc sai lầm, cô mong muốn các bạn của mình còn cảm nhận được ấm áp, họ còn có nơi để về. Sở dĩ cô hành động như vậy, chỉ đơn giản vì cô với họ là bạn, là đồng nghiệp. Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả, và phát ngôn hổ báo xa cơ không nhờ chó mèo phân xử của cô đã nhận về không ít những ý kiến chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Dân tình đã không khỏi phẫn nộ và cho rằng nữ diễn viên này đang muốn ám chỉ khán giả là chó mèo. Hơn thế nữa, cư dân mạng cũng không hề đồng tình với quan điểm banh vực đồng nghiệp mà cô đưa ra. Nhiều khán giả tỏ ra rất bất bình khi nghe những phát ngôn vô cùng thiền cận, cổ vũ cho sự hưởng thụ sắc thịt vô cùng lệch lạc của các nữ nghệ sĩ. Bản chất của việc tranh thủ dâu ngô khi đi nước ngoài, ngoại tình ngay khi đã có vợ con đời Huề là một hành vi cực kỳ sai trái, đáng bị lên án kịch liệt. Đó không phải là văn hóa đàn ông hay một sự bình vực trượng nghĩa, mặc cho bạn mình đang hành động sai trái nào như các nữ nghệ sĩ đang nghĩ và mong muốn định hướng công chúng theo cách hiểu của họ. Nhiều người cho rằng, khi đã là nghệ sĩ, đặc biệt là phải nữ, chúng ta phải biết cách giữ gìn hình ảnh của chính mình. Cũng bởi điều này góp phần rất lớn trong việc định hướng đạo đức trong xã hội, tác động đến số đông người nổi tiếng phát ngôn hành động hoặc chia sẻ bất kỳ điều gì cũng dựa trên chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hướng đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống góp phần truyền tải thông điệp tích cực cho cuộc sống đừng nên chỉ vì câu view gây sốc hoặc thể hiện cảm xúc cá nhân quá đà mà gây nên nhiều bất bình trong công chúng xảy ra vụ việc cho đến nay, hình ảnh của Hồng Đăng Hồ Hoài Anh cũng như gia đình của họ luôn được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Trong khi trang cá nhân của Hồng Đăng vẫn đang bạc vô âm tính, thì mới đây vợ của nam diễn viên được phát hiện là đã trở lại Facebook và hé lộ nhiều điều về cuộc sống hiện tại. Về cụ thể đó là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đã hơn một tháng kể từ khi diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị cho là dính vào rắc rối bên Tây Ban Nha, trang cá nhân của vợ Hồng Đăng cũng như Hồ Hoài Anh đều không cập nhật bài đăng mới, tắt chế độ bình luận công khai hoặc thậm chí khóa luôn trang cá nhân. Mới đây, cộng đồng mạng phát hiện vợ của diễn viên Hồng Đăng đã lặng lẽ mở lại tài khoản Facebook và cập nhật về cuộc sống hiện tại. Trong bài đăng mới nhất, anh Đào chia sẻ bức ảnh bữa trưa muộn do cô bận lo liệu việc kinh doanh. Cô tâm sự rằng trước đây luôn tìm cách giảm cân, còn bây giờ lại muốn tăng cân vì đã sụt xuống chỉ còn 44 kg. Dưới phần bình luận, anh đạo kể thêm rằng vì sụt cân quá nhanh nên cô thấy cơ thể đang có vấn đề, sức khỏe suy giảm trầm trọng. trọng. Trước đó anh Đào còn có lời từ động viên chính mình khi nhắn nhủ sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc. Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên. Có thể thấy cô rất buồn bã, suy sụp khi chồng vẫn đang kẹt lại ở nước ngoài và nhiều khán giả đã để lại lời động viên anh Đào hãy cố gắng mạnh mẽ, bình tĩnh để còn chăm sóc hai con. Trước khi Hồng Đăng vướng vào ồn ào và bị kẹt lại tại Tây Ban Nha, vợ chồng nam diễn viên vẫn được xem là cặp đôi kiểu mẫu trong showbiz Việt với cuộc sống hạnh phúc như ngôn tình. Hồng đăng và anh Đào thường xuyên khoe ảnh tình cảm, đi hẹn hò riêng với nhau, hoặc nam diễn viên mua tặng vợ những món quà đắt giá, dành cho vợ những lời mật ngọt. Dẫu biết ai cũng có quyền được đưa ra quan điểm, ý kiến của mình, nhưng hy vọng mọi người sẽ không dùng những lời lẽ tiêu cực để chỉ trích, công kích những cá nhân không liên quan, điển hình là gia đình của hai nam nghệ sĩ Hồng đăng và Hồ Hoài Anh.